tiếp theo là thông tin cảnh báo tình trạng chặt bỏ cao su ở đà oai thời gian gần đây do mũ cao su rất giá nên một số hộ dân ở huyện đà oai đã tự ý chặt bỏ một số diện tích cao su do nhà nước hỗ trợ theo chương trình giảm nghèo ở địa phương thực trạng này đã gây ảnh hưởng đến tâm lý của các hộ dân xã phước lộc và kéo theo một số hệ lụy khác theo các hộ dân ở địa phương lý giải thì do kinh tế khó khăn giá mũ cao su thấp nên chặt bỏ để chuyển sang trồng điều cũng như xã phước lộc trên 1.000 cây cao su được nhà nước hỗ trợ theo chương trình giảm nghèo ở địa phương bị người dân xã Đạp Loa, huyện Đà Oai tự ý chặt bỏ. Toàn huyện Đà Oai hiện có gần 4.000 hecta cao su, trong đó diện tích cao su tiểu điền được trồng trong các hộ dân khoảng gần 1.800 hecta. Theo thống kê của địa phương, từ đầu năm đến nay, người dân ở một số xã đã tự ý chặt bỏ khoảng 1,5 hecta cây cao su để chuyển sang trồng các loại cây trồng khác cao su là một trong những cây trồng xóa đói giảm nghèo cũng là cây trồng nhằm phủ xanh đất trống, đồi trọc được nhà nước khuyến khích triển khai thực hiện. Thực tế trong thời gian qua cho thấy giá cả các mặt hàng nông sản nói chung và giá mũ cao su nói riêng sau một thời gian xuống giá sẽ bình ổn trở lại. Đối với cây cao su ngoài việc khai thác mũ sau thời gian sẽ cho khai thác của thương phẩm, vì vậy người dân không nên tự ý chặt bỏ ô ạt.